Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm qua tôi có một vài cái trao đổi tranh luận với một số người mà ở đây trên cách thể hiện của họ chính là một người Công giáo, cho nên tôi đã có một status liên quan tới việc đó là những người Công giáo đó, nó lên mạng chúng ta cần phải cảnh giác đối với những cái người Công giáo mà đang mang thân phận người Công giáo để bôi nhọ chính cái tôn giáo của mình. Nên là hôm nay tôi có nói với các bạn, chúng ta sẽ trao đổi với việc đó. Mà trước hết thì tôi cũng nói với các bạn này, trong nhiều cái status của nhiều người, trong đó tôi đọc được status của những người mà trước đây được xưng là những nhà báo. Ví dụ như tôi coi trong status của một người tên là Nguyễn Phú Lộc, xưng là nhà báo của báo Nông nghiệp Việt Nam, có cái chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trên Facebook của người này cũng như là trên nhiều bình luận của người này ở nhiều trang khác nhau, tôi thấy rằng người này có cái khả năng viết truyện tiểu thuyết rất giỏi, và nhất là những người này đang cố gắng xăm soi vào tất cả những người đang có các cái hoạt động phản bác các cái luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Thì ở đây tôi nói thẳng thừng ra là tất cả những cái người tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng như tôi, cũng như tôi những người tôi biết như là Trần Hải Yến hay là Phùng Quốc Hà hay là các Facebook khác, thì đây là chúng tôi rất là những người tự giác và tự nguyện, chúng tôi thấy các cái luận điệu xuyên tạc và chúng tôi phản bác các luận điệu đó. Tôi không hiểu rằng ông nhà báo được cái người cái nick Facebook Nguyễn Phú Lộc tự nhận là nhà báo hay là nhà báo thật giả thế nào đấy, nhưng mà ghi là chi nhánh của báo Nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, thì người này lại có những cái bài sáng tác có thể nói rằng là lấp lửng và mang ý hàm ý rằng chỉ trích vào chúng tôi và mạ lị xúc phạm, cũng như là nói bóng gió và viết ra những cái điều hết sức là tệ hại, như là sáng tác ra về thân phận chúng tôi, rồi sáng tác ra về những cái điều tiêu cực của xã hội, bao gồm là những cái điều dung tục nhất để mà gán ghép vào những người đang đấu tranh trên mạng xã hội. Tôi không biết mục đích của Nguyễn Phúc là gì. Bởi thứ nhất, trong cái việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chúng ta khẳng định rằng có một cái lực lượng đang thù địch với nhà nước Việt Nam, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam, và nó đang có các luận điệu xuyên tạc ở đó, và những người đang chống nó là những người đang tự giác tự nguyện. Thứ nhất, có một số người được lãnh lương nhà nước chống, có thể là an ninh mạng, có thể là tuyên giáo, có thể là các tổ chức khác, thì đó là những người có lãnh lương nhà nước, họ có trách nhiệm của họ, họ bị chửi cũng không quan, bởi vì họ là những người có trách nhiệm trong việc đó. Còn chúng tôi là những người dân bình thường, chúng tôi đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc. Thế thì tại sao những người kia lại chống đó một cách kịch liệt đối với chúng tôi? Thì tôi nghĩ ngay một việc thôi, có nghĩa là ông Nguyễn Phú Lộc, cái nick Nguyễn Phú Lộc này là tên phản động. Thẳng thế, tôi không cần chụp mũ, bởi vì mình đang chống phản động mà ông ấy chống mình khẳng định ngay ông ấy phản động. Nhưng tôi có chọt chẹt gì tới cái ông Nguyễn Phú Lộc này không? Ví dụ như ông ấy là những người là ông nhà báo nông nghiệp gì đó, ông ấy viết về nông nghiệp, viết về chính trị xã hội, ông ấy muốn viết gì đâu viết. Tôi chưa bao giờ xem bài viết của ông ấy. Đúng không? Thế là báo nông nghiệp là báo nông nghiệp, tôi không có xem báo nông nghiệp. Nhưng mà tại sao nhà báo nông nghiệp này lại viết về những người đang đấu tranh trên mạng xã hội một cách hết sức là hàn học, tiêu cực? Do đó nên tôi đặt vấn đề và tôi khẳng định về cái cá nhân của tôi đánh giá con người này. Khi ông ấy chống lại những nhân dân, tôi là những người dân bình thường, ông ấy chống lại chúng tôi, trong khi chúng tôi là những người đang phản bác các luận điệu xuyên tạc đó, và chính các bạn cũng thấy được rằng những cái nội dung mà chúng tôi phản bác nó mang cái giá trị cụ thể, và chính các bạn cũng là những người cảm nhận được cái giá trị cụ thể đó. Thế thì bây giờ cái ông nhà báo Nguyễn Phú Lộc của báo Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh này đang muốn cái gì? Khi cố gắng xúc phạm chúng tôi bằng cách lại viết ra những cái tiểu thuyết khơi khơi, nói về thân phận chúng tôi, nói trai trên gái dưới thế này thế nọ. Thế được những con người như thế nó đang tồn tại và xuất hiện trên mạng xã hội, và nhất là tất cả những cái người này là những người đang bôi nhọ các những người đang đấu tranh trên mạng xã hội đây. Chúng tôi gọi là đấu tranh nói cho lớn, thực ra là chúng tôi thấy các cái sự tấn công vào Đảng và nhà nước Việt Nam. Chúng tôi là những người dân đang sống ở đây, vẫn tôi không muốn mất đi nền hòa bình này. Chúng tôi ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam này. Do đó là chúng tôi mới có những cái tham gia đấu tranh, tham gia cùng với Đảng nhà nước để mà phản bác các luận điệu xuyên tạc đó. Chứ các bạn thấy, nếu như những người dân khác họ không cần phải tham gia đâu, cứ lên mạng xã hội làm gì, kiếm tìm bạn bốn phương, đúng không?
rồi bắt đầu là đi cua gái, xem phim xét, không coi phim, nghe nhạc. Họ đâu có cần có tham gia mạng xã hội lên coi chính trị như thế này và đấu tranh cái gì. Nhưng chúng tôi là những người thấy được vấn đề và chúng tôi thấy rằng là nó ảnh hưởng đến tương lai con cháu chúng tôi, ảnh hưởng tới chúng tôi. Vậy vậy chúng tôi nên tham gia và đấu tranh. Như vậy thì những cái người không đấu tranh gì cả mà chỉ lên đây, lúc đầu tôi cũng thấy họ có những bài viết đấu tranh, nhưng mà sau này họ lại cứ lên trên đây và cứ nhằm vào chúng tôi mà đánh phá. Nghĩa là họ phá về cá nhân tôi, phá về cá nhân của từng người. Chúng tôi là những người bình thường cho nên hỉ nộ ái ố này tôi có sẵn. Chúng tôi có thói hư tật xấu có hết. Chúng tôi chỉ đấu tranh ở mảng nào mà chúng tôi biết am hiểu. Ví dụ như nói vấn đề ABC nào đó mà chúng tôi thấy nó nói sai, chúng tôi nói nó nói sai, chúng tôi phân tích cho các bạn thấy rằng cái vấn đề đó cái thằng phản động đó nó nói đặt nó bậy. Chúng tôi làm điều đó, chúng tôi nói điều đó để mọi người cùng lên mạng xã hội và thấy và so sánh xem thằng nào nói đúng. Và như vậy chúng tôi cố gắng làm sao để nói cái điều đúng nhất cho những người chưa đủ thông tin, không nắm thông tin biết được, để họ không có bị dao động. Và vì vậy nên họ cũng không có bị mắc phải những cái sai lầm đó là ủng hộ các thế lực phản động. Phản động làm gì? Phản động là muốn lật đổ nhà nước này, muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó nó nói xấu, nó xuyên tạc, nó bịa đặt. Vậy nên chúng tôi lên đây đưa những bằng chứng để khẳng định rằng nó xuyên tạc, nó bịa đặt. Đó là điều đúng hay trần? Thế thì ông nhà báo Nông nghiệp Việt Nam, ông cảm thấy chúng tôi nói như thế là chúng tôi nói đặt. Ông Nguyễn Phú Lộc, ông nói như thế là chúng tôi nói trật, nói bậy. Thế tại sao ông không chỉ ra cái điểm trật bậy của chúng tôi về vấn đề nào đó mà chúng tôi đang tự gọi mình là những người đấu tranh? Thế mà ông ấy lại lên trên đây viết bài xuyên tạc bịa đặt về chúng tôi. Mà không phải ông Nguyễn Phú Lộc không, còn có nhiều người khác. Ví dụ như là cái người tên Hưng Vi nè, Trần Loan nè, Loan Trần gì đó, ai nữa? Không, Lê Xuân Nghĩa nè, Phạm Xuân nè, Trần Phước nè, rất nhiều những đối tượng kiểu như vậy. Lữ Đắc Khoa nè, gọi chúng tôi là bò đỏ. Chúng tôi ủng hộ Đảng, nhà nước, chúng tôi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng đấu tranh, gọi chúng tôi là bò đỏ là sao? Thế các người không xem trọng lá cờ nè, chúng tôi xem trọng nên chúng tôi mới như thế. Chúng tôi có lao vào lá cờ này chết chúng tôi vẫn lao, bởi vì đây là lá cờ tổ quốc của chúng tôi. Còn các người xem thường lá cờ tổ quốc này, gọi chúng tôi là bò đỏ thì các người đã tự nhận cái thân phận mình như thế nào? Chúng tôi không xúc phạm các người, chúng tôi chỉ nói rằng chính các người đang có những cái hoạt động làm chúng tôi ngờ vực rằng các người không trung thành với đất nước này. Cho nên là tôi muốn nói với các bạn, việc mạ lệ xúc phạm từng cá nhân con người chúng tôi ở đây là vô ích. Bởi cá nhân con người chúng tôi là những con người bình thường, chúng tôi không phải là những người có chuẩn mực đạo đức như đảng viên. Do đó cho nên đừng bao giờ bắt chúng tôi phải lên bàn thờ ngồi giống bụt thần thánh gì đó. Chúng tôi chỉ là con người bình thường, và chúng tôi là người dân rất bình thường, có tất cả thói hư tật xấu và hỉ nộ ái ố rất bình thường. Chúng tôi không nói chuyện đạo đức ở đây, chúng tôi chỉ nói rằng thằng nào xuyên tạc bịa đặt vấn đề nào đó là chúng tôi sẽ xử lý thằng đó bằng cách là nói cho nó nghe, thủng lỗ tai nó về các vấn đề nó nói trật nó bậy. Chúng tôi phản biện, phản bác các cái luận điệu xuyên tạc của nó. Đó chính là cái mà chúng tôi muốn làm ở trên mạng xã hội này, tham gia với tất cả mọi người. Và nó khẳng định rằng là trên mạng xã hội này rất nhiều người phản bác các luận điệu xuyên tạc, đâu phải chỉ chúng tôi. Tại sao các người lại chỉ nhằm vào tất cả một số người cụ thể? Do chính các người thù ghét. Trước đây một số đối tượng thù ghét cái kênh Việt Vision vì không được ăn chia ở trong đó thế này thế khác. Tôi không nói ăn chia ở đây, mà bởi vì họ không được nắm quyền quản lý Việt Vision cho nên đi chống đối. Và khi chúng tôi phát hiện ra điều đó, chúng tôi nhặt mặt những tên đó thì những tên đó quay lại chống đối chúng tôi, đứng sau lưng kích động. Cũng vậy, trong nhóm Cờ Đỏ Miền Nam trước đây thành lập nhóm trên mạng xã hội thì tôi thấy rằng là nhờ một số người không được đứng đầu cái nhóm thì rồi quay qua chống đối. Đó là tất cả gì thể hiện bản chất con người ích kỷ. Bởi chúng tôi là, và chúng ta là những người bình thường cho nên ích kỷ là điều đương nhiên. Nhưng mà đến hại nhau đến mức độ phải một sống một còn, một mất một còn kiểu như vậy thì đúng là quá tệ. Không vì cái chung, không vì cái lợi ích chung. Vì nếu các bạn vì lợi ích chung các bạn hãy bỏ qua, thằng kia làm được kệ nó, hãy để nó làm. Mắc cái gì cứ chọc nó. Thì tôi đặt vấn đề là tại sao Nguyễn Phú Lộc cũng không đi chống các luận điệu xuyên tạc. Ông cũng có khả năng viết vậy, ông không làm. Mà ông lại đi cứ chọc vào những cái người đang phản bác. Ông ấy có từng xem các bài viết của tôi hay của nhiều bạn khác chưa? Thấy rằng chúng tôi làm thế là đúng hay sai chưa? Ông Nguyễn Phú Lộc khi đánh giá phê bình chúng tôi, ông ấy có phê bình những bài viết mà chúng tôi viết để phản bác các luận điệu xuyên tạc hay không? Tôi muốn hỏi là các bạn khi đánh giá chửi bới mạ lị xúc phạm chúng tôi, thì các bạn có đánh giá các bài viết cũng như là các live stream cũng như là
những cái hoạt động của chúng tôi trên mạng xã hội để phản bác các luận điệu xuyên tạc. Các bạn đã đánh giá chưa? Và thấy chúng tôi làm tốt chưa? Nếu chúng tôi chưa tốt, các bạn hãy góp ý. Bởi chúng tôi là tự giác và tự nguyện. Cuộc sống riêng của tôi có, cuộc sống riêng của từng bạn đều có. Chúng tôi là người dân, cho nên đem cái cá nhân của chúng tôi lên để mạ lệ xúc phạm chúng tôi không có giá trị. Quan trọng là lời nói của chúng tôi như thế nào mà thôi. Cho nên là tôi sẵn đây tôi nói, những cái kẻ giống như cái nick Facebook Nguyễn Phú Lộc tự nhận hay tự xưng gì đó là nhà báo trên mạng xã hội. Mạng xã hội bây giờ nó lừa đảo nhiều, tôi cũng không biết ông nào là nhà báo. Cho nên là tôi không biết được ông phải đó phải nhà báo hay không, tôi không biết. Nhưng mà thấy ghi là Nguyễn Phú Lộc rồi chụp hình bằng khen giấy khen của Bộ Nông nghiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp gì đó ký tên. Tôi nghĩ là đó là nhà báo. Và của Báo Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thực sự mà có con người này thẳng tôi đến đó, tôi thẳng tòa soạn. Tôi khiếu nại xem cái đối tượng này đối tượng như thế nào mà lại đi chống đối nhân dân. Có phải là đối tượng những đối tượng báo chí này cũng đang lãnh lương nhân dân đúng không? Có phải vì nhân dân phục vụ không? Tại sao nhân dân đang đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc ở đây? Mà các luận điệu đó là đảng nhà nước cũng đang đấu tranh. Mà bây giờ ông lại đi chống nhân dân. Thế ông là ai? Ông là cái gì? Đó là mấy điều mà tôi nói với các bạn. Gọi là nhà báo Nguyễn Phú Lộc gì đó, ông coi lại cái thân phận của mình. Xem làm tư cách của mình làm nhà làm báo, ông làm đúng chưa?